đào tạo những thành viên thuộc ban lãnh đạo. Thì ban lãnh đạo được nhiệm vụ gì? Khả năng nhiệm vụ ban lãnh đạo là chính là hợp tác với những thành viên khác, những hội đồng khác và với những nhân viên làm trực tiếp khác để đưa ra cái chiến lược của mình cũng như cái hoạt động một cách chân dung. Vẫn có những người nghĩ đến tổng quan và xử lý tổng quan đúng không? Không thể cứ lần đầu mà làm mãi được mà nó phải một ban ít nhất phải ba người, năm người, bảy người số lẻ liên quan đến vấn đề dân chủ, chứ nó không phải chỉ có một ông quyết hết hay là hai ông quyết hết. Thì nó phải là tổ chức, nó sẽ dễ đi vào một cái mô hình quan liêu, thứ hai là một cái tự tháp quyền lực, nó dễ bị tha hóa. Rồi bắt đầu bốn chương trình bao nhiêu phút tự đoạn ạ, rồi tất cả sự chuẩn bị các khác cho tôi đó, thì chúng ta học giới thiệu rồi làm thế nào để vận hành hiệu quả, làm thế nào để xác định cái sự hiệu quả của cả cái tổ chức của cả cái ban lãnh đạo đấy, rồi công nào kiểm tra. Đó, thì vẫn như là mọi khi mình sẽ đi sơ sơ một vài vận động cho các bạn hiểu, còn lại thì mọi người tự học và đỡ mất cái hứng thú học tập của mọi người. Okay. Anh này. Ok. Một cái. Rồi. Là vai trò cho vị trí cho ban điều hành, loại ban điều hành, ban hành cơ bản là trách nhiệm về lãnh đạo học, cuối cùng là khen thưởng và thách thức để giúp cho ban phát triển. Vai trò nó là hiệu ban điều hành nó khác với cái ban khác là gì? Ban đó nó tạo ra nhiệm vụ chiến lược mục tiêu để các thành viên thực hiện, chứ không phải là ban làm việc sân bay người mà thẳng như vậy. Ban tư duy là chính, đương nhiên có người làm việc trực tiếp nhưng mà mục đích của cả cái ban này là đưa ra chiến lược, một đống giấy tờ, một đống mô hình để mọi người xem thế nào tốt nhất, nó vận hành vì lợi ích tối đa của tổ chức, không phải chỉ là lợi ích cá nhân. Là cái từ C1, từ mà hay sử dụng trong phi vụ lợi cũng như là phong cách của Tây phương. Sở thiết sustainability nghĩa là sao? Nghĩa là đảm bảo cái sự thành công và ổn định hoặc là sự bền vững. Thì stewardship sẽ dùng đảm bảo cũng được, nhưng mà nghĩa là nó luôn luôn rộng hơn vậy, hiểu được rằng trong cái bài trước mình nói về cái thuật ngữ này trong trong kinh thành và Tây phương và kiểu khác một chút. Làm thế nào để đảm bảo được hai cái này và chắc chắn đạt được hai cái này? Nhất nó phải là cái hoạt động mang tính quản trị cũng như là quản lý về tài chính, tạo ra chính sách. Đây là nơi mà ban điều hành này sẽ là người tạo ra các policy. Vậy chính sách là cái thứ mà ông chủ tịch ông nói gì thì sẽ không có nghe theo chuyện này, để thuyết phục cái ban này nghe thì họ mới ký đấy mà, còn không thì ông làm tự làm thì dễ nhận tự làm việc khác. Thứ hai là phải đảm bảo tài nguyên nguồn lực phải hiệu quả, phải đầy đủ khả thi, tập trung vào đấy. Chiến lược một số nữa là liên quan đến tuyển dụng, sa thải, hỗ trợ cũng như là đánh giá trưởng giám đốc chương trình. Thì tùy mô hình chúng ta thì hiện tại là chủ tịch đồng nhà sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành là cùng một người, nhưng mà khi mà ta đi vào vận hành chuyên nghiệp đó, thì nó khi mà đăng ký tham nhân đó, thì nó sẽ tách ra để đảm bảo cái tính tăng quyền và lọc thực chất một tính dân chủ của nó. Cuối cùng của cái ban đó là xem xét và đưa quyết định của tất cả các hoạt động liên quan, tạo ra một nhóm ban hiệu quả nhất của đó. Đam mê không phải là những người sẵn sàng willing to sẵn sàng thực hiện những kỳ vọng của chúng ta, tham gia một cách nhiệt tình và chia sẻ ý tưởng mới và duy trì được năng lực của mình trong những thời điểm thách thức, luôn kêu gọi là vun vén cho những nhiệm vụ chung. Cuối cùng là mang đến những cái góc nhìn đặc biệt và những cái phương pháp đặc biệt cho những người được đề cử để vào gọi là ban điều hành hay là ban chấp hành cũng được, tôi chỉ thành người của quốc gia. Thứ hai là thời gian, người tham gia vào ban đó thì luôn phải đóng góp khoảng thời gian nhất định để mà tham gia
buổi hội họp và những cái chương trình khác tham gia hội đồng, và phải hiểu và tham gia, bỏ thời gian ra để tìm hiểu và cảm nhận và hợp tác với những thành viên khác trong ban điều hành mình đó. Tại sao những người bạn nào ban những người có thể tham gia vào cuộc họp thường niên thường kỳ hàng tuần hàng tháng, thì những người nào có khả năng để duy trì ban điều hành hơn, và những người thỉnh thoảng xuất hiện còn thôi hoặc là lười đi họp gì đó, những người đó thường là chỉ thực hành cá nhân hơn là bổ sung những cái ý kiến hay là hội thảo hay là tương tác hay là xử lý vấn đề thách thức hay là những cái xung đột nội khối. Những người đó thì nên nên làm staff hoặc nhân viên thì hơn, hoặc là cố vấn advisory hơn là làm bên ban vận hành hay ban điều hành. Thứ nhất, tài năng. Ai cũng nghĩ mình có tài năng, nhưng để xem cái tài năng của bạn dựng được đến đâu trong cái tổ chức đó. Tài năng của bạn phải tạo ra những ý tưởng mới được, cũ được, phát triển, cải thiện, giải quyết vấn đề và đi đến thành công, đảm bảo thành công. Ý tưởng loạn xì ngẫu lên mà không sử dụng được thì nó không có ý nghĩa gì nhiều. Cuối cùng, treasure là những người chúng ta cả một ban điều hành sẽ đóng vai trò chung và việc là duy trì và hiểu được cái hiểu cái tình hình tài chính của tổ chức. Thường những người tham gia ban điều hành cũng sẽ là người đóng góp thường niên cho tổ chức luôn. Thứ hai là tìm ra cái năng lực của những người khác trong mạng lưới của mình để đóng góp cho tổ chức. Các ban điều hành cũng sẽ còn dần mở rộng, và những người họ chỉ tập trung vào kêu gọi tài trợ, gây quỹ và tìm kiếm người xung quanh, hoặc là bản thân họ muốn làm điều gì đó và họ muốn hiểu sâu hơn tổ chức thì sẽ làm lên cái ban này. Đó. Đây là cái bài test cơ bản, câu hỏi cơ bản để bạn muốn tham gia vào cái ban điều hành thứ nhất, đúng không? Hoặc là những người quan trọng liên quan đến tổ chức không, khi mà đam mê việc những cái nhiệm vụ vai trò tổ chức muốn thực hiện. Thứ hai là khao khát được giúp đỡ người khác, serve là được. Thứ ba là có khả năng kiến thức và kỹ thuật kỹ năng để giúp tổ chức phát triển. Còn những người có hai cái trên nhưng không cái cuối thì cũng thể chỉ là cố vấn hay là thỉnh thoảng bên gọi là quan sát viên, đó. Những người mà có khả năng nhưng mà không muốn tham gia, không không hề có đam mê và không muốn giúp đỡ người khác thì cũng chỉ có thể là những người nhân viên. Đó, thiếu một trong ba cái thì đều thiếu một bất cứ cái nào trong ba cái thì đều dẫn đến là không được bền vững cho lắm, và họ sớm muộn thì họ cũng đi ra mà thôi. Và chắc chắn là bạn đã nghiên cứu tổ chức chưa, bạn nghiên cứu kỹ về tuyên bố nhiệm vụ và chiến lược chưa, bạn nghiên cứu các bạn và cái tài liệu tài chính liên quan như là đơn 990 đúng không? Cái này quan trọng để mình biết là cái chương trình nó phát triển hay không, tổ chức nó vận hành ở đâu rồi, nhìn cái này là biết này, hoặc là những cái đánh giá khác của tổ chức liên quan. Cuối cùng là những cái chính sách về luật lệ. Đúng không? Thứ nhất đó là xem là có xung đột lợi ích ở đây không, tổ chức này làm lợi cho cộng đồng thì làm lợi cho một số cá nhân, đó. Một số cá nhân được tham gia với vị trí vai trò nhất định như là tham gia vào chương trình nghệ thuật chỉ vì để bán tranh của mình, nó xung đột lợi ích, đúng không? Thứ hai là liên quan đến vai trò vị trí của các bảo hiểm liên quan đến các thành phần lãnh đạo director và những nhân viên của mình. Nhưng tại vì nước Mỹ này yêu cầu tất cả vị trí là phải có bảo hiểm, chúng ta đã có bảo hiểm, chúng ta chia hợp đồng này hợp đồng kia đúng không? Bảo hiểm chuyện nhỏ, nhưng mà ở nước mà rủi ro cao như Mỹ thì họ luôn phải có bảo hiểm, đây là luật pháp của họ, tùy luật pháp đó. Thì cái conflict of interest sẽ xung đột lợi ích, cái việc nó không quan trọng mà tất cả các thành viên đều hiểu, và vị trí của những người này những người kia trong tổ chức bổ nhiệm có xung đột lợi ích với nhau hay không, tại vì nó không lúc khi chúng ta chưa nói ra nhưng mà lúc sau này sẽ xuất hiện mà thôi, dựa vào tùy vào kinh nghiệm và kiến thức của từng cá nhân trong ban điều hành, họ sẽ biết được cái xung đột nó nằm ở đâu, đúng không? Những cái vấn đề pháp lý khác cuối cùng là danh tiếng của ban điều hành và những người tham gia, cái điều chúng ta nên suy nghĩ trước khi tham gia. Thứ hai, loại ban điều hành, loại đúng không? Thì cái đầu tiên liên quan đến trực tiếp đến mình, ban cố vấn advisory, những người này được chỉ định chứ không phải là bỏ phiếu. Tại vì sao? Tại vì người này được chỉ định trong môi trường môn của họ chứ không phải là bỏ phiếu thông qua cái việc mà họ được đại đa số tinh thần dân chủ độc lập của tổ chức lựa chọn, thì họ lựa chọn được trên uy tín là chuyên môn. Họ sẽ khuyên và hỗ trợ chứ không tham gia trực tiếp vào vận hành và quản trị.
thường sẽ tham gia tùy đây một cái thuật ngữ khác honorary board thành viên danh dự và những người mà tại thuộc cái ban điều hành khác thì là ban điều hành hay ban quản trị rồi sau đó một thời gian họ term limited là trong một tùy vào cái nhiệm kỳ mà chúng ta để cho cái vị trí đó và sẽ làm bên ban điều hành về tài chính nhân sự thì cái term cái chúng ta tự ký với nhau thôi là cái này có nhiệm kỳ là 3 năm 3 năm sau họ có nhu cầu làm thêm hoặc là họ không được bầu để làm thêm thì họ sẽ chuyển về ban cố vấn này với vị trí là honorary board hoặc cố vấn như đó hoặc là những người đó sau 3 năm họ làm vận hành hoặc là nhân sự là họ không còn hứng thú để tham gia trực tiếp vào vận hành họ hành liên miên đi lại khắp nơi người công việc có chán quá đó. Họ muốn thử thách những cái kỹ năng cao hơn kỹ năng về cố vấn thì họ sẽ lên ban cố vấn đó. Cái tiếp theo của bạn gọi là gì? Đúng không? Nhận định cái dịch vụ sắp tới và cần giữ cho họ chứ cho mọi người mà cổ phần kết nối với nhau ví như chúng ta cần nhận lại ban cố vấn như vậy cố vấn thì trưởng ban cố vấn sẽ đóng vai trò tổng hợp thông tin mọi người để các thành viên trong ban cố vấn thực hiện được cái hành động của mình và đưa ra lời khuyên tốt cho tổ chức như vậy thứ hai ban chuyên về gây quỹ thì ban này cũng được chỉ định đó. Thì đây chỉ là cái tên thuật ngữ khác nhau của nó thôi tập trung của ban này là chỉ để gây quỹ thôi okay. Cái này là chia theo function cũng là học về quay lại cái bài về tổ chức đấy nó cấu trúc tổ chức và phát triển tổ chức nói chung đấy organizational structure thì cái này nó chia theo mô hình function như là theo chức năng thì là ban vận hành thì nhóm vận hành này sẽ phải được bầu thường là vận hành với quy mô nhỏ và thường sẽ nhân viên không được trả tiền trả lương liên quan đến quản trị vận hành thực hiện công việc hàng ngày của tổ chức thì những người này phải bỏ tại sao người ta phải bỏ phiếu và những người này sẽ làm việc với tất cả những cá nhân khác của tổ chức về mặt chính trị cũng như là nhân sự những người được bỏ phiếu là những người mà được sự tin cậy nhiều hơn của và tín nhiệm cao hơn sẽ trong tổ chức nói chung tại vì những cái người làm cùng với họ phải tín nhiệm họ thì sau này hoạt động nó mới dễ và chỉ định một người bất kỳ đây những người khác không tín nhiệm thì hoạt động nó sẽ không chân chu chỉ có cái danh xưng thôi chứ hoạt động nó không chân chu thì những cái vị trí liên quan làm việc trực tiếp này luôn phải bỏ phiếu cuối cùng là những người liên quan đến quản trị nhớ là thuật ngữ governance và operation là thuật ngữ khác nhau governance là người quản trị nói chung nhìn tổng quan cái người operation để làm việc hàng ngày làm việc kỹ thuật cái ban này cũng được phải được bỏ phiếu và họ sẽ giám sát nó đưa ra chiến lược và đánh giá quy trình kết quả và trao quyền cho trưởng ban cho giám đốc vận hành governance board đúng không? Và thành viên để mà làm việc mình tại cái ban này sẽ là ban quản trị và ban kia là ban vận hành nó hai bên khác nhau thì đôi khi nó trong cái quy mô nhỏ thì nó thường là một nhưng sau đó sớm muộn thì quy mô nó lớn thì nó phải tách ra để đảm bảo cái phần tạo quyền phân lập bằng cố vấn thì chỉ đưa ra giải pháp và xử lý vấn đề tượng còn thực hiện được hay không thì phải thông qua cái ban quản trị và ban vận hành đó, thì các bạn là như vậy thì này sẽ đi sâu vào cái ban vận hành ban quản trị governance board đúng không thì cái bên người vận hành họ phải quan tâm đến cái gọi là người ta phải cái nhiệm vụ chiến lược và giám sát và tính đảm bảo họ là quan trọng như là đưa ra chính sách gì thì bọn họ phải hiểu chính sách đó họ phải phân tích được và họ phải chỉ ra được mà nó hợp lý thế nào đối với nhiệm vụ tổ chức nói chung hợp lý chiến lược tầm xa như thế nào và cách chúng ta quản lý như thế nào thường cái quản trị của ban lãnh đạo thì sẽ thường là đưa ra cái chiến lược hoặc là quan sát chiến lược xem nó có vận hành kế hoạch nó vận hành theo cái nhiệm vụ và chiến lược chung hay không đó. Đơn giản là như vậy mà thôi đó, thì cái ban này thì tập trung vào vấn đề quản trị thì họ sẽ xem xét xem là giám đốc của chương trình và các thành viên vận hành tổ chức thế nào đó, thì đó tổ chức quy mô lớn là như vậy luôn phải có những người giám sát những người làm việc trực tiếp những người giám sát những người làm việc và những người đưa ra cái nhìn chung ba nhiệm vụ đó thì quy mô nhỏ thì phải hợp thành một nhưng mà khi mà quy mô lớn lên thì nó phải chia ra bởi vì nó phải sự có tính độc lập trong tư duy tại vì chúng ta vừa đá bóng vừa thổi còi thì thường
sẽ làm sai, và sẽ để cho trao quyền quá nhiều cho một số cá nhân thì giờ đi đến cái sự sai lệch và tìm kiếm. Rồi một số trách nhiệm chung của tổ chức của các ban đạo, trong đây là ban vận hành, ban điều hành, đúng không? Đó là liên quan đến duy trì nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ, thì đưa ra những khung chiến lược, khung chiến lược là gì, tài chính kinh tế là không đó, đúng không? Chấm điểm đó. Còn đi sâu hơn thì nó phải là chương trình action plan, rồi quan sát cái hoạt động thường niên, những cái sức khỏe tài chính và những hoạt động liên quan đến đạo đức, đúng không? Biểu hiện tổ chức. Phải đánh giá chính sách quan trọng là kiểm soát bên trong, và tổ chức phải có những sụp đổ ở bên trong từ những cái vấn đề kỹ thuật, quan đến pháp lý, quan đến ngân sách, và bản thân những ban này cũng trực tiếp tham gia vào việc lấy quỹ. Và cái ban này cũng là ban quyền lực nhất khi mà nó sẽ tham gia việc bổ nhiệm giám đốc, thì giám đốc là người bổ nhiệm ở vị trí dưới đó. Thì cái ban này cũng là phải thể hiện cái biểu hiện, cái ban này nó sẽ thể hiện là cái sự đa dạng của tổ chức. Tổ chức này hướng đến người cộng đồng Ba Vì, thì ban điều hành thì nên sẽ có một người đại diện cho khu vực cộng đồng đó, làng xã đó, họ tham gia trực tiếp, họ tham gia làm việc, họ có cử đại diện được. Nhưng mà đó là cách để ban điều hành lắng nghe tiếng nói của các đơn vị trực tiếp là gì. Và thứ hai là giả sử như là tổ chức vận hành phần lớn là sinh viên, thì sẽ phải có đại diện của bên sinh viên tham gia vào vận hành nhiều, dựa vào có hoạt động nhiều về giới nghệ sĩ Hà Nội thì có đại diện của giới nghệ sĩ đó tham gia vào, thì nó đơn giản vậy thôi. Và tiếp theo là nó phải thể hiện ra cái vai nhiệm, cái nhu cầu về bản chất tổ chức đó, tổ chức phi vụ lợi và phát triển bền vững, thì những người làm phi vụ lợi và những người làm về phát triển bền vững tham gia vào, thì nó có thể hiện hai cái nhiệm vụ phi vụ lợi và phát triển bền vững, tham gia liên quan sửa in, liên quan đến thiết kế, liên quan đến xây dựng vườn rừng, liên quan đến cái gọi là giáo dục, thì cũng phải có những bên đại diện tham gia vào. Thì chúng ta thì liên minh hoàn toàn có thể có đại diện thì liên minh tham gia vào, nếu họ có tham gia trực tiếp vào vấn đề hoạch định chính sách, chiến lược, thì họ chỉ là quan sát viên nhưng mà vẫn phải có tiếng nói họ tham gia vào. Thứ hai là vận hành, vận hành là đương nhiên là thực hiện chi tiết các vấn đề rồi, làm việc từ này, tuyển nhân viên và cũng như là giao việc, liên quan đến việc khen thưởng, compensation, nó một dạng salary mà thôi. Thỉnh thoảng là phải đi xa để ăn uống thì hay là mua mua số điện thoại, rồi mua máy móc thôi, đó là compensation, nó nằm ngoài salary. Nó đánh giá sự phát triển biểu hiện của nhân viên, thì đánh giá biểu hiện tiểu lý là có cả một bài học gì đó nữa, quản trị và theo dõi cái dòng tiền cái tôi mà tham gia vào hoạt động gây quỹ. Thế tại sao Foundation luôn luôn là phải hiện về bản chất gây quỹ đó? Không nên lựa chọn người vào vị trí mà lãnh đạo chỉ vì chúng ta không đủ chỗ, đúng không? Chúng ta không đủ người và thiếu chỗ. Thứ hai là dựa trên một suy nghĩ kỹ càng về sự lựa chọn người, và cái việc suy nghĩ kỹ càng này nó sẽ thể hiện cái sự tôn trọng đối với cái chiến lược của chúng ta, tôn trọng về cái nhiệm vụ của tổ chức. Vì đây là theo về cấu trúc tổ chức thì đây là một trong ban quan trọng nhất, quan trọng hơn rất nhiều so với ban gọi là ban gây quỹ hay là ban cố vấn. Tại vì ban cố vấn chúng ta chỉ là bổ sung thêm ý tưởng mà thôi, ban gây quỹ chỉ tập trung vào gây quỹ mà thôi. Còn cái ban này nên là cái ban tạo lập thành cấu trúc của tổ chức đó, nếu mà chúng ta theo lý thuyết về tổ chức organizational theory thì như vậy. Phải lựa chọn đó, vì thế một cái ví dụ, nếu như mục tiêu chiến lược là mở ra một cái bếp chung, bếp cộng đồng community kitchen, thì những cái thành viên phù hợp thì nên là một người có kinh nghiệm về quản trị một cái nhà hàng, một cái bếp đó, chỉ lựa chọn chỉ việc vai trò thôi là như vậy. Thì phần gọi nhỏ thì bạn tự trả lời đó. Bây giờ chúng ta đi sang phần thứ ba là những cái kinh nghiệm về lãnh đạo cũng như là vận hành cơ bản của ban này. Đó, như thế vào cái phần này họ chia nhỏ cái này ra, thứ nhất là về chiến lược, là liên quan đến nhiệm vụ. Chiến lược là phải hợp tác với những người vận hành để định hướng chiến lược, mà phải đảm bảo là cái nhiệm vụ và những cái mục tiêu
chúng ta muốn đạt được đây ra trong tháng, trong quý, trong năm, trong 5 năm, 10 năm, 100 năm, chúng ta phải đạt được cái phần nào đó. Cuối cùng thì phải nghiên cứu, suy nghĩ kỹ càng để nhiệm vụ lại làm thế nào để thực hiện được một tổ chức, trong đó có việc nên là người ta hoạt động quản trị liên quan đến cái xu hướng hiện đại và những cái nguồn tài liệu khác. Thứ hai là về tài chính, mặc dù chúng ta không quá chuyên gia tài chính, tôi chắc chắn sẽ trong cái ban điều hành sẽ có người kiến thức tài chính cơ bản, phải đọc hiểu những cái báo cáo tài chính. Thứ hai là phải hiểu những cái rủi ro và mô hình tài chính sắp tới, đúng cả cái bài vừa rồi để mà phát triển. Cái bài trước là 10 thành tố, 10 bài học để mà tổ chức phát triển bền vững là sustainability đó. Thì đấy là hết 5 đến 6 điểm là đi vào sâu vào mô hình tài chính rồi. Nếu mà không hiểu cơ bản về cái tài chính, dòng tiền, tài sản, rồi làm thế nào để tạo lập chương trình và làm thế nào để duy trì phát triển, thì rất khó để vận hành tổ chức bền vững. Tại vì bản thân tổ chức nó quá khỏe quá thì không thể tự nuôi sống chính nó, làm sao để vận hành trong tương lai. Vậy cái vị trí này khá quan trọng, bạn không có kiến thức trực tiếp, ít nhất là phải học những cái khóa như này để mà hiểu được cái kiến thức cơ bản để bạn có thể chỉnh. Và đó là lý do vì sao những người mà không tham gia thường thì tham gia học hành được, những người đó sẽ thường đi sau về kiến thức, tại vì họ không được phân tích cụ thể chi tiết để báo cáo tài chính, họ không được hiểu được cái tình hình hiện tại được chuẩn bị thì làm sao họ đưa ra những chính sách dự báo cho tương lai. Thế là bạn bây giờ bạn tại sao nó liên quan đến nhau như vậy đó, những cái thứ nhỏ nhặt hơn như là vận hành nguồn quỹ rồi làm thế nào mà đủ tiền để vận hành cái này, đủ nguồn lực vận hành cái kia, cuối cùng là đánh giá quá trình gây quỹ, đó là cái nhỏ nhặt hơn về kiến thức tài chính thôi. Liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp lý thì để mà dựa dựa vào lợi ích chung thì luôn phải dựa vào charter và bài luật, thì charter và bài luật về các bạn chính là hiến chương mà, và các cái văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức. Thứ hai là liên quan đến những cái luật pháp nói chung của nước sở tại, là lý do vì sao tổ chức nào vận hành ở đâu thì họ phải rất kỹ luật pháp của quốc gia đó, tổ chức quốc tế của bạn, họ vận hành trong quốc gia quốc tế thì cái trụ sở họ ở đâu, họ phải vận hành chỗ khác, rồi những cái nhánh nhỏ của họ ở đâu thì họ vận hành chỗ khác. Rồi đây là ba nhiệm vụ chính của liên quan đến nghĩa vụ pháp lý mà cái ban vận hành hay là ban quản trị phải yêu phải duy trì phải yêu tổ chức vận hành tốt nhất, nó nghĩa vụ về chăm sóc, nghĩa vụ về chấp hành những nhiệm vụ đó, chăm sóc đúng không? Đó, khả năng nó thể hiện một cái năng lực của thành viên làm thế nào để duy trì phát triển tổ chức đó. Liên quan đến là tham gia vào các cuộc họp liên tục và các buổi định hướng, là lý do vì sao đi học, quan trọng là họp và không họp thì phải thể hiện sự có mặt và sự quan tâm của mình để cập nhật thông tin, đọc và đáp lại, mình hồi đáp lại những cái tương tác kết nối của từng người của mọi người trong cái ban điều hành. Nên chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau, chứ phải mình làm việc của mình tham gia họp chả làm gì thôi thì nó cũng là vi phạm cái duty of care. Nghĩa là đó chính là cái gọi là I don't care, nó không quan tâm, đúng không? Tại vì đi học là đủ chỗ, những người là nó không cần, đúng không? Đánh giá và hiểu rõ được những cái tài liệu, những thông tin liên quan trước khi cuộc họp diễn ra, và phải bàn thảo trước với cả trưởng, với cả chủ tịch của hội đồng để hiểu rõ vấn đề, những cái gì mà còn sai lầm thì nó hiểu hơn, và luôn luôn cập nhật công việc của tổ chức, tôn trọng cái sự thông tin cá nhân và sự cơ mật của tổ chức cũng của một cá nhân, hỗ trợ cho hoạt động của ban tham gia quá trình gây quỹ, và tôn trọng những giá trị tài chính và những giá trị vật chất, tài sản vật chất của tổ chức. Chúng ta còn chúng ta care to their infrastructure như vậy. Thứ hai, loyalty và trung thành. Đưa ra quyết định, khi mà đưa ra quyết định thì phải tránh tránh cái việc là che giấu cái xung đột lợi ích của mình đã có nhưng ta và thật sự đó. Thứ hai là sử dụng, không được sử dụng cái việc thông tin làm lợi, dựa đến cái thông tin mà biết để mà làm lợi cho cá nhân, bởi vì đây là bộ tập thể đó. Thứ ba, good faith, nó mình niềm tin, nên mình phải làm gì cả đi, good faith là đức tin, niềm tin đó, và duy trì lòng tin vào tổ chức cũng như là cộng đồng. Đầu tiên là phải luôn luôn là tạo dựng niềm tin với cá nhân khác, có thể cũng thể coi như vậy. Thứ nhất là phải đảm bảo là cái tài nguyên đó mình chỉ sử dụng và tài sử dụng cho nhiệm vụ của tổ chức. Thứ hai là những cái chương trình, cái quỹ và dịch vụ cũng đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức. Thứ hai là phải xem xét những cái liên quan đến điều khoản lệ, những cái người cùng những người cung cấp
để đi thực hiện những cái chương trình và dịch vụ mới để xem nó có vi phạm những luật lệ chung và vi phạm gì đến cái nguồn quỹ mà được giải thọ hay là vi phạm gì những cái luật pháp của cái sở tại hay không. Được rồi. Thứ tư đó, cái nhiệm vụ mà chị là gì? Đó là đương nhiên là chị người chiến lược đó. Như nào? Một cá nhân. Chúng ta phải luôn hoạt động, bị active, luôn chủ động, luôn được thông báo và luôn được tương tác với nhau. Ừ. Khi chúng ta thực hiện với nhau, làm việc với nhau thì luôn tôn trọng lẫn nhau và thái độ cầu thị và luôn hoàn thành nhiệm vụ vai trò trách nhiệm của mình, luôn hợp tác một cách có hiệu quả và tương tác giao tiếp với doanh nghiệp như vậy để mà đấy là việc lựa chọn một người thuộc cái board member ban điều hành, nó không phải ban vận hành, nó không phải đơn giản. Đây là những người sẽ tập trung vào nhiều cái năng lực, không chỉ nhau kỹ thuật cơ bản, còn phải năng lực quản trị, năng lực con người cao cấp để mà tham gia vai trò này. Được rồi, bây giờ vai trò lãnh đạo của cơ bản đó, ban nó rất nhiều người nhưng có ba vai trò chính thì không thể bỏ qua. Thứ nhất là chủ tịch. Chủ tịch thì thường sẽ chỉ là người đóng vai trò tương tác liên lạc. Thứ hai là đặt ra mục tiêu từng cuộc họp của từng ban. Thứ ba là thiết kế lại cái agenda, thiết kế lại chương trình nghị sự và duy trì nó. Thứ tư là đảm bảo mọi thành viên đều có tính trách nhiệm và làm việc công việc của mình. Tức là tương tác với các ban khác. Cuối cùng là thực hiện. Tất cả là phải đóng vai tham gia vào tất cả những cái ủy ban khác trong một trong cái committee là ủy ban nhỏ hơn, còn board thì là phân ban lớn hơn. Cái board thì được quy định trực tiếp trong quy mô khoảng tại bây giờ giống như là của chúng ta về chính trị rồi. Từ bây giờ cái board của chúng ta là ban điều hành, chúng ta có 15 người, chúng ta chia thành 5 phân ban, một phân ban tài chính 5 người, một phần hai phân ban gây quỹ 5 người, ba phân ban quốc tế 5 người, bốn phân ban nghệ thuật 5 người, năm phần ban giáo dục 5 người. Thì cái người trưởng trưởng ủy ban này sẽ phải tham gia vào từng phân ban để mà hiểu được trực tiếp mỗi phân ban nó hoàn thành đâu, thực hiện một cái đến đâu và làm cái gì và cái bản chất là cái câu này vậy. Thứ hai, thư ký ấy. Thư ký thì liên quan đến việc kỹ thuật hơn như là lên cái cuộc họp, giúp mọi người chuẩn bị cho cuộc họp, ghi lại cái biên bản họp, quản lý dữ liệu, đảm bảo mọi người hiểu được quy trình. Cuối cùng là những người liên quan treasurer. Treasurer thì là những người liên quan đến quản lý ngân sách. Thường thứ nhất là sẽ quan sát liên quan đến ngân sách, những hoạt động tài chính tổ chức và reimbursement, đúng không? Liên quan đến báo cáo lại các hoạt động di chuyển ngân sách tài sản. Nha. Thứ nhất là tập trung chủ yếu vào cái chiến lược hay là kế hoạch tài chính dài hạn, dự thảo ngân sách, đánh giá ngân sách và sử dụng ngân sách, và giải thích những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính. Và cuối cùng là có thể đóng vai trò người tham gia và là ban tài chính, thì là sẽ chủ tịch của ban tài chính, tưởng là treasurer là như vậy, thủ quỹ, đúng không? Nếu cái ban tài chính có tồn tại thì sự ban tài chính có 5 người. Người thứ nhất là chuyên về accounting, là về kế toán. Người thứ hai chuyên về audit, là về thanh tra. Người thứ ba chuyên về phân tích, là business analyst, đúng không? Phân tích tài chính. Người thứ tư chuyên về kinh tế quốc tế. Người thứ năm chuyên về gây quỹ. Thì cái ban có 5 người. Thì cái ông treasurer là cái ông thủ quỹ, là đóng vai trò chủ đạo, đóng vai trò trưởng của cái phân ban đó. Nếu nó có tồn tại, đúng không? Còn không thì một mình không hết. Là như vậy. Rồi, một số câu hỏi kỹ thuật. Rồi, liên quan đến khen thưởng và thức. Làm thế nào để phát triển? Thì đây thường sẽ là một cái chiến lược. Đó, trước khi tham gia vào thì nó phải thấy cái thách thức là gì? Đúng không? Managing time demand. Quản trị thời gian, đúng không? Cái thách thức đầu tiên tất cả mọi người gặp tại sao cái bài dạy quản lý thời gian như vậy. Một cái rất khó, không phải ai làm được, và những người làm được thì sẽ làm được rất nhiều việc, rất đơn giản vậy thôi. Là liên quan đến vấn đề về quỹ, kỳ vọng quỹ bạn có khả năng để đóng góp hay không. View lên đó đấy, thì những người tham gia committee này sẽ thường là những người bỏ tiền, bỏ thời gian, công sức của mình ra luôn. Thì xem là mình có bỏ được ra không. Tại vì cái việc gọi là những người tham gia ban điều hành này phải trực tiếp bỏ tiền ra
thì khi họ đi tham gia vào cái hoạt động solicitation này, là những cái lời đề nghị gây quỹ cho những cái nhà hợp đồng khác thì mình thuyết phục được, tại vì tôi cũng là nhà hợp đồng mà tôi còn tham gia vào, anh chỉ là nhà hợp đồng không, đúng không? Làm rõ vai trò. Thế tiếp theo đó là hiểu được những cái lời tuyên ngôn hành động của bạn sẽ có những hậu quả pháp lý, giống như là bây giờ gọi là xung đột lợi ích, đúng không? Thì các bạn hiểu không, khi trong cái tên của bạn nằm trong ba điều hành rồi thì đôi khi cái hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của bạn, và đôi khi nó pháp lý nhưng vậy chỉ là hành động đơn giản như là bạn bạn sát một người cấp dưới, hoặc bạn tính toán không đúng tài chính, tài lượng thất thoát thực thì nó là nghĩa vụ pháp lý, ảnh hưởng hậu quả pháp lý chúng ta phải chấp nhận, chứ không đơn giản bây giờ bạn là người không tham gia và cứ vai trò dịch vụ đi, bạn nói gì nói đúng không? Nó quá xúc phạm, bây giờ đã kiện nó xúc phạm cô, ngay khi bạn không thể viên rồi thì phải chịu nhiều dạng pháp lý hơn hơn cô luôn, đưa tiếng nói của mình để hỗ trợ cho việc đưa quyết định của bạn điều hành. Thứ hai, cái kết quả như vậy cũng không có gì lớn hết, nhưng chỉ đó là bạn nhận nhiều trách nhiệm hơn khi là một bạn thành viên ban điều hành, thì bạn cũng phải đặt nhiều thách thức hơn, và những người có đủ năng lực thì họ cũng không quá bận tâm đến thách thức này đâu. Cái lợi ích của bạn thì thường gọi là lợi ích mà chúng ta hay gọi là lợi ích, nhưng thật ra gọi là phần tâm thức các bạn đạt được, đúng không? Đôi khi nó không phải lợi ích trực tiếp, nhưng mà nó liên quan gián tiếp những cái mới mà bạn biết, cơ hội mới, những cái possibility, những cái khả năng mới, mở cái cửa mới là như vậy. Mở lại cái cửa mới chẳng biết có lợi không thì đâu phải là lợi ích, nhưng mà cái lợi ích duy nhất là có nhiều là có nhiều cơ hội mới thì thôi. Thứ nhất nó hiểu thật sự quan tâm và chăm sóc người khác một cách sâu sắc hơn, đúng không? Tại vì bây giờ bạn đã trực tiếp họ đã thiện nguyện, chứ mà chỉ quăng cục tiền hay là gì làm thì cũng quan tâm, đúng không? Nó báo cáo cho mình cái gì mình chả biết thì ngày thường sẽ là tham gia sâu sắc hơn, đóng góp với cộng đồng và nâng cao đời sống, hợp tác với người khác và nhận ra rằng cái tư tưởng và ý kiến của mình có giá trị, có kiến thức mới, kỹ năng mới, góc nhìn mới, cuối cùng là mở rộng quan hệ. Đó. Thì đó là để được, đúng không? Nên phỏng vấn một người từng tham gia vào tổ chức nào đó. Để sau. Để. Có vẻ như chúng ta hoàn thành. Đó. Thì phần đầu như vậy thôi. Để đi sâu vào kỹ thuật các bạn. Ta hiểu rõ vấn đề sau khi học xong chúng ta sẽ hiện ra 25% chúng ta hoàn thành một cái chưa mới đi cái hai đấy các bạn đó, để xem được không thời gian thì mình sẽ nói sâu hơn cái hai đấy các bạn, còn không thì chúng ta cứ tiếp tục học cuối cùng là làm kiểm tra về certificate.